Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Rất là vui thì hôm nay em Tuấn lại gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Và ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài. Một chiếc đài cũng rất hiếm khi mà em Tuấn mua được, cũng như là để sưu tầm được nó thì cũng rất là khó khăn. Đây là một cái thương hiệu mà cũng không phải nhiều bác biết bác nhá. Trong các dòng đài radio cassette thì có rất nhiều các hãng điện tử tham gia vào sản xuất đài. Một số cái thương hiệu nó mang cái tên rất là lạ, thế nhưng đó là những cái thương hiệu riêng. Giả sử như là một cái tập đoàn A, họ sẽ đặt công ty Sanyo sản xuất riêng cho họ một lô khoảng độ 1.000 con đài, thì họ sẽ lấy một cái tên khác. Thế nhưng mà linh kiện sản xuất hoặc là một số các thứ thì đều là của công ty Sanyo hết, ở phía trong các bác nhá, trong nội thất máy. Hoặc là như công ty ví dụ điển hình như là công ty Sharp, công ty điện tử Sharp, thì có một số model như là một dòng Diatone, đó thì là một cái thương hiệu cũng là của Sharp. Hoặc là một số dòng như là Brazzer, đấy thì là một thương hiệu nữa của Nhật nhưng mà ít người biết chẳng hạn thế. Và một số dòng như là G-Sync như thế này, đấy, đây là G-Sync made in Japan nha các bác nhá. Model là G-Sync ZC1616. Dòng đài này thì thoạt chúng ta nghe đã thấy là cái chữ model là 1616 và nó đã in trực tiếp ở phía trên loa đây. Hai cái số 16 rất là to. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà loa toàn giải là bass 16 các bạn. Cho chất âm rất là hay. Cái dòng G-Sync 1616 này thì nó là một cái công ty, một cái thương hiệu của Nhật Bản. Mà nó cũng có cả âm ly các bạn nhé. Âm ly G-Sync cũng có. Hoặc là một số đầu hình như đầu CD có chữ G-Sync thì phải. Đấy, đài cassette thì cũng có một số model. Đấy, các bác cứ tìm hiểu thì sẽ biết. Dòng đài này thì cho chất âm của nó rất hay. Thứ nhất là về phần băng cassette ạ. Băng cassette của nó tiếng cực kỳ là phê các bác. Và tí nữa thì em Tuấn sẽ test cho các bác có thể nghe và cảm nhận xem có đúng cái lời em Tuấn nói không. Cái thứ hai là radio. Radio của nó bắt thì miễn bàn các bác ạ, bắt rất khỏe. Đấy, rất là ngạc nhiên khi một cái hãng điện tử G-Sync này nó lại sản xuất ra một chiếc đài cũng rất hay. Và thân hình thì rất là to cao đồ sộ các bạn. Nhìn rất giống một chiếc đài của hãng Sharp, đó chính là chiếc Sharp GF700. Đấy, gần như vậy, cái form đài rất là giống. Từ những cái đường loa, đường nét là rất là giống các bác nhá. Đấy, đài này zin hết các bác nhá. Đây này, nắp pin zin này. Đấy, anten này. Đấy, anten này, anten zin nhá. Quai sách zin này, đó. Cũng rất đẹp ạ. Tem thông số máy đây. G-Sync Moreno ZC1616. Ở đây này, chữ made in Japan nó được dập chìm ở trên thân máy các bác nhá. Đấy, được dập chìm trên thân máy luôn. Đấy, đêm rất nhiều tem cảnh báo được in trực tiếp ở trên máy này. À, thân nhựa đang còn cực kỳ là chắc chắn nhá các bác nhá. Nhựa rất là chắc chắn. Máy thì mặt đằng phía sau thì là mang màu ghi, à màu xám. Và đằng phía trước thì là màu xám lông chuột các bác nhá. Đấy, màu này cũng rất là đẹp. Về phần thân vỏ là em đang còn để nguyên bản, không có sơn tút dặm vá gì cả. Đấy, từ các phần chi tiết mạ cũng như là phần nhựa có cũ theo thời gian, nhưng mà em Tuấn đang để nguyên bản, không có đụng chạm gì cả. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một cái cục giữa này. À, rất đẹp, cái mặt giữa các bác nhá. Xin lỗi quý vị các bạn, đài này đài một cục thì không thể gọi là cục giữa được, là cái mặt giữa màn hình trung tâm. Chúng ta sẽ có cái phần Meca được in rất là rộng đúng không ạ? Một cái tấm rất là to ở trên mặt. Chữ nghĩa cực đẹp luôn. Núm nút thì sáng choang luôn. Mạ chrome. Hai cửa băng ở phía dưới. Đó, cũng rất đẹp đúng không ạ? Phải nói là họ cũng khá là trau chuốt về cái phần máy móc cũng như là phần thân vỏ. Chúng ta sẽ có nút chức năng chính ở đây. Đây. Đó, gồm có băng cassette và radio. Bên này nó sẽ là chế độ băng. Băng bình thường, băng off, băng high speed. Bên này là chế độ mode FM, mono stereo hoặc là chế độ gương. Chúng ta sẽ có cái nút volume đây. Ba lăng trái phải, tông nhạc ba tép, băng tần đây, bốn nút này. Đấy, được sắp xếp rất là hài hòa. Bên này là tuning dò sóng. Bắt sóng rất nét các bác nhá. Đó, được mạ này, nút mạ chrome đang còn rất đẹp ạ. Hai cửa băng đây. Cơ đang còn rất mới nhá. Chúng ta sẽ có nốt top ở đây. Đó. Cơ đang còn rất mới. Bánh tì em Tuấn đã thay mới rồi. Đấy, về các bác dùng đôi 3 năm thì không phải nghĩ ngợi gì cả.
rất đẹp nhé. Và sau đây thì em Tuấn sẽ test cái phần băng cassette trước. Chúng ta sẽ cho cuốn Thanh Tuyền vào cửa A này, và một tiếng hát nữa, tiếng Tuấn Vũ vào cửa B. Xin mời quý vị các bạn nhé. Ở đây nó sẽ có một cái đèn tia nhấp nháy ở đây. Khi chúng ta vặn cái volume công suất đưa ra loa, nó sẽ có là nó sẽ nháy rất đẹp nhé. Rồi nó điểm ở những cái phần mực xanh này, rất đẹp. Đấy, các thông số kỹ thuật này, băng tần, tông nhạc, ba lăng, volume, mode, function, duping, tuning. Thiết kế cũng rất đẹp ạ. Loa phải này, loa trái này, hai loa tông nhạc bát tép đấy nha. À, em Tuấn vừa test cân loa cũng như tông nhạc hoạt động rất tốt. Thời gian chưa về quá khứ, phút giây chảnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ gạt nút chức năng này lên trên là phần radio. Đó. Tất cả các video của em Tuấn thì đều có cách hướng dẫn sử dụng nhé. Vừa quay em Tuấn vừa chỉ các bác luôn. Đấy, bác nào mà chưa có thể là chưa xem được hoặc là chưa biết sử dụng thì có thể là xem video của em. Nhiều rất nhiều model em Tuấn vừa quay vừa chỉ các bác về cái phần sử dụng, nên là các bác yên tâm hướng dẫn sử dụng luôn. AM này, FM. Cực công tác phòng FM chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục triển khai và xây dựng các giải pháp hiệu quả, được lấy ý kiến của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Thứ 9 là cần nghiên cứu FM. Quan tâm nghiên cứu đổi mới tổ chức. Có tổ chức ở cơ sở nhằm thực hiện tốt vai trò phát huy dân chủ ở cơ sở, có hướng dẫn về hoạt động và tổ chức. Có không biết đang chia sẻ tổng nhà báo tôi đã góp cho nền nhiếp ảnh Việt Nam, nhà báo nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Chính, hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đã có cuộc trao đổi. Ai em à? Hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Quan tâm nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ mặt trận, có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, đam mê với nhiếp ảnh và có những cái thành tựu với nền nhiếp ảnh nước nhà. Thì nhiếp ảnh gia Xuân Chính có thể cho biết là nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay có những cái thế mạnh như thế nào được không ạ? Nhiếp ảnh Việt Nam cũng bắt rất nét các bạn. Vâng, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video ở đây. Video cũng đã khoảng độ hơn 9 phút rồi, gần 10 phút. Chiếc đài này là chiếc đài di sinh RC1616, sở hữu cặp bát toàn giải bát 16cm cho chất âm băng cassette cực kỳ là hay. Đài có hai chức năng chính, gồm có băng cassette và radio. Radio thì FM 108, AM bắt đủ đài. Đặc biệt là chiếc này thì chất âm rất là hay, đặc biệt là nghe băng cũng như là nghe radio, tiếng to rõ cực là chuẩn. Đấy, và chiếc đài này thì em đang giao lưu toàn quốc với giá là 3.200.000 đồng. Đó, một cái giá cũng rất là yêu thương ạ.
Đấy, mọi khi những chiếc này thì bọn em bán ra khoảng 3 triệu rưỡi, nhưng mà cái lô này nó về giá cũng rất là hợp lý nên em Tuấn bán giảm như 300 ngàn, còn 3 triệu 2 thôi. Giá này là bao ship cho các bác rồi. Tặng các bác hai cuốn băng đi kèm đài các bác nhá. Và số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ với em nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn.